đây có một trò chơi và thử thách mới các em ạ. Đó là thử thách bịt mắt để ăn xúc xích nha. Bây giờ các bạn hãy bản từ tì đi. 1, 2, 3, ra cái gì? Ra cái gì? Anh còn đó là người, người ăn đầu tiên. Sao đến lượt bạn Đốc, bây giờ đến lượt bạn Kem và bạn Minh, bạn Tuti. Quảng Tô Tị, ra cái gì là ra cái này. Quảng Tô Tị, ra cái gì là ra cái này. Wow, bạn Kem đó là người thi cuối cùng. Bây giờ luật chơi của chúng mình là mỗi bạn chỉ được bịt mắt và ăn trong 2 phút thôi nha. 2 phút lâu quá. Nếu như bạn nào không ăn được thì phải di giao cho bạn khác vào đến lượt, nghe chưa? Bây giờ bạn Cò sẽ thi đầu tiên, bây giờ thì cô sẽ bịt mắt cho bạn Cò nha. Bây giờ bạn Cò đã bị mắt rồi, bây giờ bạn Cò hãy rất sàn đi, 9 giờ bắt đầu. Bắt đầu, bắt đầu. Bỏ tay xuống. Bạn Minh phạm luật rồi nha. Bây giờ đến lượt bạn Óc và bạn Kem đây. Bạn Minh đã dùng tay là phạm luật rồi nha. Chúng mình không dùng tay cơ mà. Bây giờ đến lượt bạn Kem. Bạn Kem cố lên. Bạn Kem ơi. Đây, ở đây nè. Đó. Đó, không chơi thế. Bạn Minh bỏ tay ra. Minh đâu, bạn Minh bỏ tay ra. Để bạn Kem tự ăn. Bạn Kem không được dùng tay. Đừng kéo người em để tự em đi tìm em ăn. Chỉ nói thôi, chỉ nói thôi. Là bắt đầu đi, bạn Kem bắt đầu. Ui dồi, bạn Kem được ăn. Bạn em ăn nhiều thế nhỉ. Ui, bạn Kem được ăn rất là ngon. Bạn Kem được 2 miếng rồi đây. Ăn luôn đi, ăn luôn đi. Ăn tiếp, ăn tiếp. Quá thơm. Ui dồi, cả rơi xích kia kìa. Cái đầu kia. Bây giờ thì đến được bạn Óc nhé.
tâm được các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay con mình sẽ cho chó ăn bim bim. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bé sữa bé kem sẽ cho chó ăn bim bim với các em ạ. Đấy, con cún được ăn bim bim ngay. Bé cún ăn rất là ngon nhé các em ạ. Sữa bóc tiết cho cún ăn đi con. Bóc tiết cho cún ăn đi con. Ăn rất là ngon nha. Xoa đầu cún đi con. Xoa đầu đi con, nhìn ra đây. Em ơi, xoa đầu cún nhìn ra đây, cười tươi. Cười tươi đi. Cười tươi. Rồi. Sữa ngồi dịch núi lên tí sữa ơi. Sữa nhìn đây cười tươi con. Cười cái gì đấy, xoa đầu cún cười tươi, nhìn đây cười tươi con. Xoa đầu cún nha, không là không cắn đâu. Xoa đầu rồi và xoa đầu cún đi. Vừa cho nó ăn xong xoa đầu cún nó không cắn đâu. Đúng rồi, cún rất là ngoan nha, cho cún ăn để cún còn trong nhà nha. Cún thay vỏ đi đâu đấy? Đây cuốn thay vỏ đi đâu đấy? Cuốn cười tươi là cuốn ơi. Nhi, cuốn ơi. Chi. Dạ. Thôi chào các bạn đi con ơi. Chào ba. Hẹn gặp lại các bạn ở sau nhé. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.